Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Đừng quên ấn vào cái nút đăng ký ngay đây nè để không bỏ lỡ các video mới nhất. Và bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung về showbiz rất hay các bạn, là đó là Trấn Thành xót xa và hứa sẽ tặng quà xứng đáng cho các cán bộ ở trong khu cách ly. Đó, Trấn Thành luôn làm những việc mà âm thầm và ý nghĩa, không bao giờ phô trương để cho báo giết đâu. Và hôm nay báo giết chắc chắn cũng là một cái việc ý nghĩa lớn. Cụ thể, Trấn Thành không khỏi xót xa trước hình ảnh các cán bộ, tình nguyện viên phải mang vác những món đồ tiếp tế của người thân tại khu vực cách ly. Những ngày qua, câu chuyện chen chúc để tiếp đồ cho người thân tại khu cách ly nhận được sự quan tâm của rất nhiều dư luận. Nhiều người bày tỏ thái độ không hài lòng khi cho rằng việc tập trung đông đúc sẽ là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh lây lan. Bên cạnh đó, việc gửi đồ nhiều sẽ gây khó khăn cho đội ngũ cán bộ tình nguyện viên đang làm công việc tại đây. Và mới đây, Trấn Thành đã đăng tải hàng loạt hình ảnh vất vả của các cán bộ và bày tỏ thái độ là bức xúc vì người dân gửi đồ cho các cậu ấm cô chiêu đang tiến hành tại cách ly tại đây. Trời ơi, cách ly chứ không phải là đi nghỉ dưỡng mấy má ơi. Theo Trấn Thành, mọi người nếu lỡ bị cách ly nên đem đồ đạc vào một lần chứ không nên gửi cái siêu thị vào, bởi nó sẽ khiến công tác phục vụ của đội ngũ cán bộ gặp thêm nhiều khó khăn. Diễn viên cua lại vợ bầu thẳng thắn, sức đầu mấy ảnh chịu nổi. Khi chúng ta xót người nhà mình ở trong khu cách ly như thế nào thì người nhà của các anh ấy cũng xót xa cho anh ấy như thế. Vậy tại sao chúng ta ở đó họ phải làm việc gấp nhiều lần để phục vụ, nhưng phục vụ không phải là nhiệm vụ chính của họ. Họ đang giúp chúng ta mà, họ cũng là con người bằng xương bằng thịt đó. Thôi hãy thương họ đi, đừng có làm những việc như vậy nữa. Cuối dòng trạng thái, Trấn Thành khẳng định sau khi hết dịch, anh sẽ lên tặng khu cách ly của từng cán bộ những món quà xứng đáng cho sự hy sinh của các anh. Nam danh hài nhắn nhủ, trân trọng các anh, các đồng chí, cố lên, tổ quốc ơi, cố lên, người Việt chúng ta, cố lên. Bài viết của ông xã Harry Won lập tức nhận được sự quan tâm của người hâm mộ với hơn 171.000 lượt thích và hàng ngàn lượt bình luận, không hề có lượt dislike nào nha các bạn. Nhiều khán giả đồng tình với quan điểm của Trấn Thành và bày tỏ thái độ bức xúc trước những việc người dân tập trung đông đúc khiến công tác phòng chống dịch thêm khó khăn. Một chủ tài khoản đã bình luận như thế này, giống như đi nghỉ dưỡng vậy mấy ba mấy má, ở thời chiến hay thời bình thì cũng có những chiến sĩ này vẫn là người khổ nhất. Mong cho ý thức con người đó được cải thiện, bớt chút xíu ích kỷ, nhìn tới người khác một chút. Việc làm của các anh là sự giúp đỡ chứ không phải là sự phục vụ nha mấy ba. Mong những người cách ly hiểu và thương xót, biết ơn những người giúp đỡ mình. Các tài khoản đã bày tỏ cảm xúc như vậy. Một người xem đã bức xúc, cách ly 14 ngày chứ có phải là cả đời đâu, bao nhiêu đó đã chịu đựng không nổi. Người tiếp tế tụ tập đông gây nguy cơ lây mầm bệnh cao thêm, thôi làm ơn suy nghĩ, dùng cái đầu để suy nghĩ giùm tôi cái đi các bạn ạ. Không riêng gì Trấn Thành, trước đó nhiều nghệ sĩ như Phan Anh, Ngọc Lan, Võ Hoàng Yến cũng bày tỏ thái độ không hài lòng trước tình trạng chen chúc tập trung để gửi đồ tiếp tế. Điển hình là Ngọc Lan, cô bộc bạch nói: mình khóc rồi, mình thương quá, họ đã chọn cống hiến cho xã hội, họ bất chấp nguy hiểm, môi trường của họ có khả năng lây nhiễm rất là cao. Việc đưa đón chăm sóc những người cách ly đã đành, nay công việc của họ tăng lên gấp bội vì tất cả những thời gian của họ là chuyển đồ vào khu cách ly. Thậm chí nữ diễn viên khẳng định nếu như không có con nhỏ, cô sẵn sàng xin làm tình nguyện viên trong khu cách ly luôn nữa mà. Đó, các bạn thấy không? Không hiểu sao vô cách ly mà đòi ăn nhau Mỹ, vô cách ly rồi ăn gì bữa mình thấy gì táo New Zealand, trời ơi nghe còn hơn là đi nghỉ mát nghỉ hè cắm trại nữa các bạn. Bữa bên quận 8 nè, cách ly nó gọi về nhà nó con thèm do Mỹ, còn táo New Zealand, thèm chuối ở bên nước ngoài Campuchia gì đó, cũng kêu ở nhà gửi vô. Thì mình đi cách ly thôi, tốt nhất bác sĩ cho ăn gì thì ăn cái đó, đúng không? Rồi, nếu các bạn thấy tôi nói đúng thì cứ chia sẻ rộng rãi để cho mọi người cùng xem đi. Và đừng quên ấn dụng cái nút đăng ký ngay đây nè để không bỏ lỡ các video mới nhất. Cảm ơn các bạn.